Đây giới thiệu với toàn thể quý vị cây xanh Nam Điền rất là to. Hàng này hàng khủng, cây này nặng khoảng 3 tấn. Đá nguyên khối anh em này. Vâng. Cây xanh bám đá đây. Tôi đứng ở góc này tôi quay cho quý vị. Đây, to chưa? Đấy, cây này nặng khoảng 3 tấn. Bóng tán bồng bềnh luôn. Rất đẹp luôn. 3 tấn cơ mà. Anh em thấy không? Cao từ mặt trông lên là 2m3. Cây móng quá đẹp. Cao từ mặt trông lên 2m3. Ok anh. Tán gần tầm 3m6. Tán 3m6. Với cây xanh ôm đá này lâu năm này báo giá anh em là bằng 350 triệu. 350 triệu. 350 triệu. Đây, một viên đá này, nguyên khối này. Đá này là đá gì anh? Có biết không? Nguyên khối. Đá này đá gốc, lâu đời thì chưa gốc này. Không biết đá gì đúng không? Đá này nặng lắm. Nặng như đá. Vài tấn cây này nhá, cả đá cả cây. Cái này anh em cầu với cầu. Cái này phải cầu 5 tấn nhá. Cầu phải cầu 10 tấn, 15 tấn mới cầu được. Cần 500 cầu. Đây quý vị thấy không? Bóng tán bông bềnh. Quay hai mặt. Cây này đợt này đấy, cây này đợt này em thấy sáng sủa ra nhiều ấy. Đẹp. Đấy, các bác ấy làm ấm trà dưới này trông rất lãng mạn. Chết đâu. Đây chiều anh em ngồi lên làm trà. Tối thì có hội viên ở phía xa đến rất là đông. Đông rồi. Đông. Vì nó nắng nóng ra đây ngồi chơi cây mà nè. 350 triệu. Bộ bệ nó nhìn quái thế. À không, đá này như kiểu đá ở dưới đáy biển đấy anh ạ. Đá quên, không phải đá kiểu ở trong hang động ấy, người ta lấy ra ấy anh nhờ. Đá kiểu đá thạch nhũ ấy, nhũ đá. Vâng, 350 triệu nha quý vị nhá. Ok anh. Tiếp theo. Đây cũng xanh Nam Điền đấy chứ. Xanh Nam Điền. Cũng ôm đá ấy chứ. Một cây Nam Điền ôm đá. Rất chất luôn. Cái này là bằng 74 rồi. Nặng đá. Vâng. Từ mặt đất đến mét 6 này. Tàn 1 mét rưỡi. Cái này là 25 triệu. 25 triệu. Còn cái khuôn trộm. Mộc rồi anh. Mộc. Định làm kiểu gì đây anh? Thái hương này. Vẽ kiểu gì? Dáng gì? Gương đấy. À là cái gương à anh? Hay nhỉ? Cao 90. Vâng. Tàn 1 mét. Hay, à, giống cái gương. Mấy trăm cái này? Cái này báo anh em 3 triệu. 3 triệu à? Trông lạ lạ. Ok anh. Vâng, cây tùng kim cương. Kim cương Đài Loan này. Đài Loan, tán tròn. Hoành 22. Hoành cây này 22. Cao 76. Tàn 74. Cây này bán anh em 10 triệu. 10 triệu. Ok. Cây to này đi anh. Trông xanh, xanh quê xanh cổ đây. Vâng, một cây xanh quê cổ khủng long bạo chúa. Một mặt. Đưa một mặt dây đá này anh em này, 1 mét này. Một mặt đến đây là 1 mét. Vâng. Cao từ mặt trâu lên là bằng mét rưỡi. Vâng. Tàn 1m6. Ok. Cây này báo anh em giá bằng 45 triệu. 45 triệu. 45 triệu. Trông như ấy.
đấy luôn, cái rùa đấy. Như cái rùa nhỉ. $45 triệu. Ok. Quê. Quê ấy. Cực kỳ dài. Hoành 24. Tàn 50. Thì để báo anh em 6 triệu. 6 triệu. Có bác Cầu Giấy. Cực kỳ dài. Ok. Hồng Xiêm. Biết gì quả. Xiêm Xuân Đỉnh. Cao mét. Tàn 40. Báo anh em 2 triệu. 2 triệu cây Hồng Xiêm. Đây cái si trắng này. Quanh 46. Cao 46. Tàn 50. Cây này báo anh em 5 triệu. Độc Vương. Quanh nhớ điểm này là 36. Cao 40. Tàn 50. Lục vừng này báo anh em 3,5 triệu. Đây cái lục vừng thứ 2 này. Cao 46. Tàn 50. Cây này cũng 3,5 triệu. 3,5 triệu. Tùng Tú Cường. Tàn 80. Cao từ mặt trâu đến 30. Cây này báo anh em 2 triệu. Ok. Cây đằng sau anh. Thôi cây bọc bằng. Đôi sung này. 2 cây. Đỏ 1 cây. Cây này là 44 này. Cao 46. Tàn 46. Một đôi này báo anh em 1,4 triệu. 700 một cây nhé. 700.000. Đây cây bên này nữa. Cây này thế cũng 700. Đây. Quay cho quý vị hai cây này, mỗi cây 700k này. Xanh Nam Điền này. Xanh Nam Điền. Đo điểm này là bằng 23. Cao 36. Tàn 26. Cái này báo anh em 1 triệu. 1 triệu. Cây bàng lá đổ này. Bàng cũng làm thành bonsai. Biết thời điệu cả. Cao 70. Tàn 30. Cây bàng này báo anh em 1 triệu. Bàng 1 triệu. Xanh Nam Điền. Cũng xanh. Cao 28. Tàn 30. Chậu này Đồng Nai. Báo anh em 2 triệu. Chúc này. Chúc Phật bà. Bà tay. Bà thần Phúc Lộc Thọ đấy. Cao 70. Tàn 40. Báo anh em 1,2 triệu. 1,2 triệu. Rất là đẹp này. Một người bê nhỏ nhẹ nhé. Ok anh. Anh em chơi chút này. Xanh quê, xanh hạt này. Xanh quê hạt. Đẹp. Xanh hạt. Vâng. Cao 43. Tàn 52. Cái này báo anh em 800k. 800. Đây anh. Xanh quê này. Chụp đẹp này. Cái này báo anh em cao 37. Tàn 40. Cái này báo anh em 1,2 triệu. Vâng, 1,2 triệu. Móng. Xanh là móng à. Hoành 21.
Tàn 90, cây này bán anh em 3 triệu. Đo cái bệ dễ. Bệ dễ 55 này. Cao 38, tàn 50. Bán anh em 2 triệu. Ok. Đây, tiếp theo giới thiệu anh em cây xanh Nam Điền cổ. Xanh cổ. Rất là đẹp. Càng ngày càng hoàn thiện từ chi tiết một. Đo một vế này. Vế là 90 này. Vâng. Cây rất là già. Cao 1m3. Bóng đẹp. Cao 1m3. Cao 1m3. Tàn 2m1. Tàn 2m1. Với cây xanh Nam Điền cổ này báo giá anh em là bằng 350 triệu. Quay kỹ hai mặt cho anh em coi, hai mặt đều đẹp. Giá 350 triệu. Với cây này anh em chơi thì cứ thêm cầu của chơi. Với giá là bằng 350 triệu. Cây rất là già. Ok anh. Tùng kim cương. Tùng kim cương Đài Loan. Anh cho điểm này là 20 này. Cao 40 này. Tàn 65 này. Cây này báo anh em 10 triệu. 10 triệu. Đây. Cây chốt rồi. Tàn bay này, gió lùa này, tí mế này, 56 này, gió lùa 60 này, chậu Đồng Nai này, bán anh em 1 triệu này. Gió lùa là cây thứ nhất này, cây thứ hai này, cây trực này, cao 66 này, tàn 40 này, chậu Đồng Nai này, cây này cũng bán anh em 1 triệu rưỡi này, 1,5 này. Cây tiếp theo là cây xoài nhé. Quanh là bằng 19 này. Cao lên búp là bằng 90 này. Tàn 90 này. Với cái xoài này báo anh em là bằng 4 triệu. Lộc vừng này. Đo bệ rễ này. Bệ rễ bằng 46 này. Cao 50. Tàn 46. Chậu Đồng Nai báo giá anh em là bằng 2 triệu. Sung. Rất là nhiều những quả này, quả đang ra này. Nhiều mầm quả trên này. Anh cho điểm này là 37. Cao 55. Tàn 50 này. Cây này bán anh em 1 triệu. Rất nhiều mầm quả này. Mầm quả từ gốc này. 1 triệu anh em nhé. 1 triệu. Tiếp. Thùng cối này. Cao 34 này. Tàn 50 này. Cây này báo giá anh em là 2 triệu. Cây gì đây? Nho. Nho thân gỗ à? Nho thân gỗ, nho Mỹ ấy. Cao 50 này. Tàn 56. Cây này báo anh em 4 triệu. Hoa giấy Mỹ ghép cầm thành cảnh. Đo cái đoạn oản thủ gì nhỉ? 40 này. Bỏ cua thấy không? Cao 70 này. Tàn 50. Báo giá anh em là 2,5 triệu. Xì. Đẹp không? Xì này. Đấy. Rất là độc lạ luôn. 44 này. Điểm này. Cao 56 này. Tàn 80 này.
Của anh em 4 triệu. 4 triệu. Em là mũi con non này. Cây tùng này lũa này. Tùng lũa, dáng bay. Cao 30 này. Tàn 40 này. Cây này bán em 2 triệu. Cái này lũa này. 2 triệu. Cây Nam Điền này. Nam Điền. Đó đỗ phúc hữu này 30. Cao 35. Tàn 40. Cây này báo anh em 3,5 triệu. Đây xanh Nam Điền khí đá này. Hoành đo điểm này là 44. Cao từ mặt chậu lên là 55. Tàn 55. Cây này báo anh em 1,2 triệu. Tùng cối đây. Tàn 40 này. Tùng cối dáng đổ. Cao 25. Cây này báo anh em 2,5 triệu. Lộc vừng. Bệ rễ này đo là được bằng 46. Cao 52. Tàn 50. Báo anh em giá 2 triệu. Sụn Nam Điền này. Hoành 30. Cao 35. Tàn 26. Cái này báo anh em 4 triệu. Nam Điền. Cao 35. Tàn 50. Cái này báo anh em 3 triệu. Chốt rồi. Tùng Vĩnh Cung Đài Loan. Tàn 80. Cao từ mặt chậu lên 30. Cây này báo anh em 1,5 triệu. Và có một đôi tường vi này, đang ra hoa rất đẹp này. Một đôi anh em nhá. Hai cây. Đo cái điểm to nhất rồi nhá. Hai cây khuôn hình như nhau nhá. Đo điểm to nhất là bằng 220. Tường vi là kiểu là làm họ làm giống như cây lọ lục bình ấy. Đúng rồi. Mấy hôm trước nó ra nhiều quả lắm. Cao tầm 3,5 mét. Tàn 2 mét. Với một đôi tường vi này báo giá anh em là bằng 40 triệu nhé. Vâng, 20 triệu một cây. Đây quý vị. 20 triệu. Đây, bên này một cây này. 40 triệu đôi này. Ra rất nhiều hoa này. Để lao chưa? Một ngày thống nhất thì chỉ làm 2 cây thôi, nhìn 3 cây là thành công.